Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế, ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp, dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang năm 2023 Quý Mão được tam hợp cục, cho nên trong thời điểm này tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều. Vậy trong năm nay các gia chủ tuổi Tuất sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý và cách hóa giải ra sao? Xin mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Tuất năm 2023 Quý Mão. Nếu tử vi tuổi Tuất năm 2022 khá bình lặng thì năm 2023 là có cơ hội để gia chủ được bù đắp, hướng tới sự thăng hoa rực rỡ. Người tuổi Tuất trong năm Quý Mão 2023 có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc là thủy lợi, nhà hàng. Trong năm nay, quý nhân giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông hơn, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư, làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có nhiều tài lộc đưa tới. Tuy nhiên cũng cần chú ý tiểu nhân cạnh tranh, hãm hại và hao tán tiền bạc xuất hiện, nên bản mệnh cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Năm nay cũng có những chuyện thị phi, rắc rối xảy đến, vì vậy dù việc làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định, nhưng người tuổi Tuất sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Bản mệnh có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu qua chú tâm vào chuyện tình cảm, vì thế trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, con giáp này cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, mối quan hệ mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí chấm dứt. Sức khỏe có phần giảm sút hơn trước nhưng không quá nghiêm trọng, đề phòng bệnh cũ tái phát, phải can thiệp sau kéo. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023 dương lịch, đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Tuất. Vào những ngày này, không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Tuất năm Quý Mão 2023. Bước vào năm Quý Mão, người tuổi Tuất được đồng loạt cắt cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời địa lợi nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa chí tăng bồng. Với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể, nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Năm 2023 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với những người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, gia chủ được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp làm ăn mới. Được chính tài các thần tương trợ, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất tươi sáng trong năm 2023, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đây là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu tác động, không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Trong năm, tài lộc vẫn có niềm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo, thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Tuất năm Quý Mão 2023. Con đường tài lộc của người tuổi Tuất trong năm Quý Mão khá thuận lợi, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản.
Năm nay sẽ không có quá nhiều cơ hội, thu nhập cũng sẽ phát triển theo tình hình, rủi ro hoặc tài vận cũng sẽ tùy theo mà tăng nhiều, đồng thời còn gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí nghiêm trọng vì tiền tài mà xảy ra tranh chấp liên quan tới pháp luật. Chi tiêu ngoài ý muốn nhiều, năm nay tuy là năm tài vận kém, nhưng người tuổi Mùi không cần quá sức khẩn trương, cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị. Nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng mục tiêu, cùng với sự cần cù chăm chỉ làm việc, có thêm quý nhân tương trợ, thì có thể đạt được kết quả như mong đợi. Ngược lại, nếu như ăn không làm biếng, cả ngày vọng tưởng tiền từ trên trời rơi xuống, tiền tài tự nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tuất năm Quý Mão 2023. Trong năm có các cục tốt, lại thêm nhiều các tinh hỗ trợ, sức khỏe người tuổi Tuất khá tốt, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, có đau ốm cũng mong lành do gặp đúng thầy đúng thuốc. Có điều cần lưu ý tác động của hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã tái phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi 2023 của tuổi Tuất có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Gia chủ nên thận trọng khi sử dụng các vật nhọn bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận ra chủng nước kẻo gặp họa đuối nước. Nữ mạng đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Tuất năm Quý Mão 2023. Trong năm 2023, người tuổi Tuất dù là nam hay là nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý trên phương diện tình cảm này. Mệnh chủ tuổi Tuất đã kết hôn hoặc đang yêu đương sẽ có một thử thách vô cùng lớn. Bản mệnh dễ dàng mẫn cảm với cực đoan, có các biểu hiện hiện tượng như xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời cũng dễ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã tranh chấp. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba trên ngang. Cùng người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực, nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại hết sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Tuất đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Tuất năm Quý Mão 2023. Tuổi Bính Tuất sinh năm 2006. Xem tử vi năm Quý Mão, người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy, quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Sự nghiệp của người tuổi Tuất sinh năm 1994 tổng thể phát triển ổn định, bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành, chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Vận trình của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2023 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bạn. Trong công việc sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp, tuy nhiên vì không thực sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của con giáp này trong năm 2023 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Người tuổi Tuất sinh năm 1970 gặp được khá nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện,
Nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mạn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy nhiên, tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính đến chuyện lâu dài. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Bước sang năm 2023, người tuổi Tuất sinh năm 1958 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Các gia chủ tuổi Tuất trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tuất trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn, thành công trong năm 2023. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.